mọi người biết đấy, là như Mộc làm ăn kinh doanh thì những cô chú khách hàng đó người ta cũng rất là có điều kiện thì người ta làm ăn kinh doanh thì cũng kiểu giống như Mộc, thì người ta cũng phải hiểu về đồ gỗ, hiểu về thiết kế, hiểu về sản xuất. Như chẳng hạn như Mộc làm về sản xuất đi, Mộc đi mua cái áo hay gì ấy, là Mộc cũng biết hàng là chất lượng hay hàng là kém chất lượng, hay là như những cái kiếng này chất lượng, kiếng này không chất lượng, biết hết mọi người. Không biết rằng đâu nhưng mà mình biết gọi là sơ sơ đó, chứ mình đừng có mà kiểu như là tư duy mà bán hàng gọi là lừa lừa sẹo sẹo. Mọi người sẹo với người ta ấy, mọi người chỉ sẹo được một lần thôi, lần thứ hai người ta muốn vẽ vào mặt mọi người rồi. Rồi hôm nay thì Mộc sẽ giới thiệu mọi người cái lô tủ rượu mới của bên Mộc nha mọi người. Thì tủ rượu này là tủ rượu Louis Hoàng Gia, cái mẫu này là mẫu bên Mộc đang lên theo lô. Nghĩa là mọi người để ý ấy, các tủ rượu mà đã thiết kế thì nó sẽ theo size. Nghĩa là tủ ở đây bên Mộc có tủ này ngang 1m4 này, ngang 1m6 à, và đằng sau lưng mọi người nó có cây 1m8 nữa. Mộc đang lên một lô này đấy, lô 1m8, và Mộc cũng có một loại tủ 1m2 nữa, thì nó giống như mẫu thiết kế 1m4 thôi nhưng mà nó làm nhỏ lại một chút. Và cái tủ rượu này thì rất là xịn nha mọi người nha. Bản lề thì Mộc thiết kế là bản lề hơi, nói chung là cái mẫu này là Mộc thiết kế lại. Mộc sẽ cho mọi người coi bản lề hơi như thế nào, nói chung rất là xịn sò nha mọi người. Bởi vì mọi người biết sao à, mọi người thấy không, nghĩa là nó có cái bản lề hơi, cho dù mọi người dập cỡ mặn cỡ mấy ấy, thì nó sẽ có cái hơi nó chặn lại. À, cái này thì nó dập cái này để test lại nó dập vậy ta đó. Nếu mà ấy vừa vừa thôi nhá mọi người nhá, còn nếu mà ấy mặn quá thì nó mới dập, nếu mà vừa vừa thì cũng ok đó, rất là xịn nhá mọi người đó. Nếu mà đập mặn quá thì nó không chịu được, nhưng mà hơi hơi thì ok đó, rất là xịn nha. Mọi người biết đấy, là cái bản lề ấy, thường ấy, ở khu làng nghề Mộc ấy nó là như thế này. Như là thường ấy Mộc gắn cái này mấy cái ăn ở khu làng nghề Mộc kêu sao mà mày làm gì mà đến mức độ mà nó kỹ như vậy. Vì mọi người biết đấy, những cái tủ rượu này mình làm cho khách ấy là thường những khách mà người ta sử dụng những tủ rượu này là người ta thủ dạng là có tài chính, là rất là có tiền, người ta mới sử dụng những cái tủ rượu gỗ gõ này nó xịn như vậy. Mà ở khu làng nghề Mộc ấy thường cái bản lề này, thường người ta làm cái tủ xịn nha, nhưng mà người ta ép cái bản lề có 5.000 cái à. Mọi người thấy cái tư duy của khu làng nghề Mộc người ta dở không? Bởi vì làm những cái tủ rượu này ấy, người ta cứ ép những cái bản lề rất làm cái tủ rất là đẹp nha, nhưng mà lại ép cái bản lề dở đâu sao, để cho nó rẻ đi được mấy trăm nghìn. Thay qua cái bản lề hơi xịn như thế này à, cái này nó mắc hơn khoảng 20.000 một cái bản lề, là một tủ như vậy nó mắc hơn khoảng 300.000 rồi nha mọi người nha. Mộc thay đổi thiết kế lại hết đó, để nó xịn hơn đấy. Lại mọi người, Mộc rất là kỹ tính. Mọi người biết là cái bản lề này thường ở khu làng nghề Mộc là người ta làm cái bản lề, người ta làm cái vẽ chỗ này người ta làm mỏng đi, xong rồi người ta làm cái đường ra trượt bi ấy, thì tất nhiên làm cái loại đấy thì nó sẽ rẻ hơn. Còn làm cái bản lề trượt gỗ như thế này, mọi người thấy là bản lề trượt gỗ ấy nó bền hòa luôn. Mọi người xài 40-50 năm nó cũng sẽ rất là bền, nó không có bị hư, trừ khi gỗ bị gãy, bị bể hay gì thôi. Rất là hư. Về cái hàng đồ gỗ của Mộc ấy, mọi người mua ấy, vì sao mà một số khách cứ kêu là cái tủ rượu của Mộc mắc hơn khoảng 2-3 triệu, là bởi vì ấy, Mộc làm là Mộc làm đúng cây, với cả lứa làm giày. Mộc không có đi đua rẻ để Mộc làm rẻ. Như Mộc nói nhá, những cái đồ gỗ của bên Mộc, như chẳng hạn như Mộc nhiều cái clip đi, Mộc làm cái tủ rượu, Mộc quay review này cho mọi người. Cái tủ rượu này 1m8 này nó tới 22.500.000 nha. Đó, xíu Mộc sẽ bảo rẻ cho mọi người. Mọi người biết ấy, là Mộc có thể làm rẻ. Mộc quay cho mọi người cái tủ đẹp như thế này, nhưng mà Mộc có thể làm rẻ, làm đều đi được 2-3 triệu. Mộc pha gỗ vô hay là Mộc làm mỏng đi để Mộc rẻ, Mộc lời thêm được 2-3 triệu một tủ. Một tháng Mộc bán khoảng 200 sản phẩm là Mộc có thể lời thêm được rất là nhiều nha mọi người nha. Mộc có thể lời thêm được vài trăm triệu. Nhưng mà Mộc nói thiệt với mọi người ấy, nếu mà Mộc có cái tư duy ngắn hạn như vậy ấy, thì cái thương hiệu của Mộc nó không bao giờ nó đi xa được. Và Mộc ấy chỉ gọi là lừa được mọi người ấy, chỉ lừa được một lần hai lần thôi, chứ bán hoa là mọi người sẽ biết, mọi người hiểu không? Nhưng mà cái tư duy của Mộc không bao giờ gọi là cái chuyện mà ăn gọi là ăn ngắn hạn như vậy được. Cái tư duy của Mộc là làm rất là dài hạn. Và Mộc nói là cái đồ gỗ của Mộc ấy, tư duy của Mộc là Mộc muốn bán đồ gỗ của Mộc là ra nước ngoài luôn á, chứ không phải là làm ngắn hạn trong Việt Nam mình đâu nha. Cái suy nghĩ của Mộc nó là như vậy á.
nên cái thường ấy mọc làm ấy, cái chất lượng sản phẩm là mọc luôn luôn đề cao, làm cho cái sản phẩm nó chất lượng hơn, chứ không phải là làm cho cái chất lượng sản phẩm rẻ rẻ đi để cạnh tranh nhé mọi người nhé. Đó, đấy là cái tư duy sản xuất của mộc và cái tư duy làm hàng của mộc như vậy. Nên mọi người đi mua hàng của mộc ấy, thường ấy mọi người muốn mua hàng xịn, hàng chất lượng, ok mọi người có thể có đấy, mọi người có đấy, chỉ thay qua cái bản lề thôi mà 200 là tính bộ trên thôi, nếu mà tính bộ dưới thì thêm 200 là một tủ như vậy, là với cả nữa bản lề một tủ như vậy, nó đã lật tính tiền bản lề thôi ấy, là nó đã lật là khoảng 400-500 rồi á, chưa kể làm giày làm mỏng đó mọi người nhá. Nên cái kỹ thuật của mộc là làm mọi người thấy tủ làm rất là đẹp luôn đấy, cái bản lề gỗ mọi người làm cái móc âm này chạy trượt ra, mọi người thấy làm giày không, cái chi tiết mà mộc làm rất là dày nhá, chứ gỗ gõ đỏ là mộc bên trong này mọi người thấy làm vén này ghép đôi này, làm rất là đẹp luôn, làm rất là dày đó. Đó, làm rất là đẹp luôn. Mấy cánh cửa làm đố rất là dày này, chạm gỗ gõ đỏ vân rất là đẹp, vân cây lựa bên trong, mấy xương bên trong làm gõ hết cho mọi người luôn. Đó. Đấy, bên trong hậu đằng sau mọi người thấy rất là đẹp luôn nha. Bên trong này, cái đình này đó, mọi người thấy cái loại này nó có cái đình này, cái đình này mộc làm dày ra để cho cái viền chỉ này, nó làm nó nhô cái họa tiết bên phía sau này, để cho nó đẹp ra mọi người, nó nhô lên phía trước thì nhìn nó mới đẹp. Nếu mà mộc làm ấy, mộc làm ăn gian ấy, mộc làm cái gỗ ấy mỏng đi để cho nó bằng á, đó thì mộc cũng tiết kiệm được thêm khoảng 500 ngàn nữa, nhưng mà làm như vậy thì cái tủ nó sẽ không có đẹp đó. Nên các họa tiết như mọi người thấy là mua các hàng bên mộc này, mọi người nhìn vô này thấy rất là khác biệt đó, cái nét chạm làm rất là dày luôn. À, bên trong vén này mọi người thấy bên trong, cho mọi người coi phần bên hông đấy, vén này làm rất là đẹp nha, cái nét chạm làm rất là sắc nét luôn. Đằng sau à, mọi người thấy đằng sau ấy làm ấy là mộc ghép vén đồ âm dương rồi nọ nha, để cho nó nhìn như một tấm vén thẳng ấy. Rất là đẹp, nhưng mà cái vén đằng sau nhiều khi nó vẫn có lỗi đôi chút cho mọi người nha, đây cho mọi người coi à. Nhiều khi nó có vết cây như thế này à, cái vén hậu thì nhiều khi nó không có trắng được nha mọi người nha, nếu mà mình làm vén hậu đẹp nữa thì nó lại mắc thêm 1,5 triệu một cây nữa. Đó, thì mất công. Nói chung cái vén hậu là khi mọi người ốp là mọi người ốp vô xét vô trong tường, và mấy cái vết này chưa làm thôi, chứ mộc mà đã làm đi là mọi người nhìn mọi người không có biết được không. Cái chỗ này là một trong ba cái chỗ mộc để hàng mộc nha. Mộc có ba chỗ để kho hàng mộc và có hai chỗ để hàng sơn. Mộc ở khu làng nghề mộc này thuộc dạng này một trong những gọi là xưởng làm mặn á, gọi là phát triển mặn ở khu làng nghề mộc. Và đây là cái tủ bên này có hai loại, loại này là 1m4 và 1m6, và xin báo giá cho mọi người luôn nha. Loại nếu mà 1m4 ấy thì 1m2 nha, nó có xa 1m2, 1m2 thì nó giống 1m4 rồi luôn, nhưng mà nó làm nhỏ hơn một chút, nhưng mà mộc thì chưa có cây một cây 1m2 nữa đang làm, nhưng mà chưa xong ở đây. Thì loại 1m2 nó sẽ là 18.900.000, 1m4 là 19.900.000, 1m6 là 20.900.000, và 1m8 là 22.500.000. Giá bao gồm là mộc sơn xịt hoàn thiện, lắp tiếng cho mọi người, xong rồi vận chuyển miễn phí tận nhà mọi người, bán kính là 40 km. Tất nhiên là mộc vẫn giao hàng từ Huế tới Cà Mau, nếu vận chuyển xa hơn thì mộc sẽ tính thêm phí, thêm tiền thôi. Chẳng hạn như vận chuyển về Nha Trang, Khánh Hòa thì một cây thì nó tầm khoảng cỡ 1 triệu, hay là vận chuyển về Cần Thơ hay gì thì khoảng 600.000 đó. Mới đeo kiếng nha mọi người, mới thêm cho kiếng nha, nhìn cho nó oát đấy đó. Thì đây hồi đó cho mọi người coi cái cây 1m4 này. 1m4 thì thiết kế anh em cứ để ở ngoài ấy. Nói chung mấy cái loại này mộc thiết kế bản lề hơi hết nha mọi người nha. Đấy, bên này thì nó có 3 cái hộc kéo. Bởi vì mọi người nên lưu ý về cái tủ rượu này nha. Nó có những cái tủ rượu mà gỗ gỗ cố này là gỗ gõ đỏ Nam Phi nha. Đấy, hay gọi là gõ đỏ Châu Phi cũng được. Nhưng mà loại này thì hiện tại ở khu làng nghề mộc là gỗ xịn nhất rồi. Nếu mà xịn hơn thì cũng không có gỗ khác. Đó. Bản lề hơi. Đó. Đóng vừa vừa đó mọi người. Chứ đóng là mặn quá này, nó dập vô rồi.
Nói chung là vừa vừa thì ok, mặn quá thì nó vẫn dập nha. À, đóng vừa vừa thôi, nhưng mà mọi người đóng thì đâu có ai mà đóng nó dập dập cho kiểu mộc mộc đâu, mộc tét cho mọi người đâu mà. Đó, loại 1m4 ba hộc kéo, bên trong này có hộc để đồ và gỗ lựa nên vân rất là đẹp. Đây cho mọi người coi cái mẫu bên trong. Đấy, tủ 1m4 là 19.900, 1m2 thì nó là 18.900. À, vén này bên trên này, các khớp ghép ấy là đều ghép mộng hết cho mọi người nha. Nó làm ghép mộng làm rất là dày, phần gỗ tự nhiên, chứ không phải là làm mấy tủ hàng đều nha. Mọi người biết là những cái khách mà người ta mua những cái tủ rượu này ấy, gọi là người ta rất là có điều kiện nha mọi người. Là mấy cô chú gọi là nhà giàu ấy, thuộc dạng có tiền mới xài những tủ rượu này. Mọi người biết là cái tủ rượu này mua 20 triệu mà người ta về để rượu, người ta để rượu cả mấy trăm triệu nha, chứ không phải là người ta để rượu không. Như nên những cái sản phẩm mà tủ rượu này mà gỗ mày mắc gỗ quý này mắc tiền ấy là mình bán cho nhà mấy cô chú anh chị có điều kiện, nên làm những cái hàng này thì người ta cần hàng tốt, không phải là hàng làm đi so giá để làm rẻ đi mọi người. Bên trong làm gỗ gỗ đỏ hết nha. À, các cây đỡ đồ làm rất là dày nha. Đấy, các bạn lề làm chạm rất là đẹp, móc âm vô. Rất là dày luôn. Mọc bén cho khắp đấy mọi người, người khắp chạy gọi là toàn đi xe hơi xuống mộc. Mấy cô chú đi xe hơi hay là ở xa, mọi người đi xe hơi hay là nhiều cô chú có điều kiện nhưng mà người ta không đi xe máy hay người ta bắt Grab cũng tùy à. Nhưng mà ý là khi mà mình làm những cái này, mình làm những cái đồ gỗ mà mình làm những cái đồ mà chất lượng ấy, thì người ta sẽ tìm tới mình rất là đông. Nhưng mà mình làm thì mình cứ làm sao mình nói đúng y hệt như vậy. Chứ mọi người biết đấy, là như mộc làm ăn kinh doanh thì những cô chú khách hàng đó người ta cũng rất là có điều kiện thì người ta làm ăn kinh doanh thì cũng kiểu giống như mộc, thì người ta cũng phải hiểu về đồ gỗ, hiểu về thiết kế, hiểu về sản xuất. Như chẳng hạn như mộc làm về sản xuất đi, mộc đi mua cái áo hay gì ấy, là mộc cũng biết hàng là chất lượng hay hàng là kém chất lượng, hay là như những cái kiếng này chất lượng, kiếng này không chất lượng, biết hết mọi người. Không biết rằng đâu nhưng mà mình biết gọi là sơ sơ đó, chứ mình đừng có mà kiểu như là tư duy mà bán hàng gọi là có hề lừa lừa sẹo sẹo. Mọi người sẹo với người ta ấy, mọi người chỉ sẹo được một lần thôi, lần thứ hai là người ta muốn vẻ vào mặt mọi người rồi đó. Biết hết nha mọi người nha, nếu mà đã dân làm ăn kinh doanh rồi nọ là người ta biết hết. Mình nói sẹo người ta này được một lần thôi, lần sau là không có sẹo được đâu. Nên thường như mộc nói là mộc bén giao hàng tận nhà, nhận hàng ok, kiểm tra xong xong thanh toán. Ngay kể cả mọi người giao lúc mà những khách hàng ấy mà đã ghé mộc coi hàng rồi nha, lúc mà giao hàng xuống ấy không ok gửi trả lại cho mộc về, mộc gửi trả lại cọc luôn, có trường hợp đấy luôn. Nhưng mà đối với những cái hàng mà không đặt theo yêu cầu nha mọi người nha, không đặt theo yêu cầu, còn một số người người ta đặt theo cái thiết kế yêu cầu thì mộc sẽ không gửi lại cọc đâu. Còn đối với những cái hàng mà không đặt theo yêu cầu với mộc có sẵn á, ấy thoải mái gửi trả lại mộc không sao hết. Mình làm hàng chất lượng mình đâu có sợ đâu mọi người. Cái trường hợp của người trẻ hàng lại thường những khách ấy, người ta tào lao quá mộc cũng không có cần bán đó. Rất là đẹp, trên đình cũng là gõ đỏ nha, đình đáy gõ đỏ hết đó, tủ rất là xịn luôn. Ở dưới này là mộc thiết kế bánh xe để mà lúc mà mộc di chuyển giữa hàng sơn hay cửa hàng ấy gì cho nó tiện. Còn lúc mà về để nhà mọi người ấy thì mọi người có thể để như thế này cũng được. Còn nếu không ấy thì mọi người có thể kêu mấy anh thợ bên mộc gỡ ra cho mọi người để chết xuống dưới luôn. Được luôn. Nhưng mà cái tủ rượu này mày đã lắp kiếng lên rồi là rất là nặng nha mọi người nha. Cái tủ này rất là nặng luôn đấy. Mộc bê không nổi đấy mọi người. Nặng thiệt đấy. Đó, rất là nặng luôn. Chắc mai quay clip cần xem nhiều ký. Tủ này nhé mọi người, nếu mà tủ này ấy, thì nó sẽ cao là 2m33 và sâu là 49, ba size nó đều đều như nhau luôn đó. Rồi vậy nhé mọi người nha,
chào mọi người.